Rạng sáng ngày 20 tháng 10, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro Nhổn ga Hà Nội đã được chuyển về depot Nhổn, đặt lên dây và lắp đặt các chi tiết kỹ thuật sau gần 2 ngày cập cảng ở Hải Phòng. Tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội đã được đưa về depot Nhổn, sử dụng 10 đoàn tàu và vận hành liên tục trên đường sắt khổ tiêu chuẩn 1435mm. Thân xe sử dụng vật liệu hợp kim nhôm có trọng lượng nhẹ, tuổi thọ cao, được chế tạo tại Pháp. Đoàn tàu là một trong những sản phẩm hiện đại nhất của Estom, trang bị đầy đủ các tiện nghi như điều hòa không khí, thông gió, camera, phát hiện cháy và khói độc lập, đèn LED tự động điều chỉnh cho phù hợp khi đi vào đoạn đường ngầm. Nội thất của khoang tàu được thiết kế hài hòa với gam màu sáng cùng với hệ thống đèn LED ánh sáng trắng sẽ tạo cho hành khách cảm giác thoải mái, thoáng đãng, dễ chịu khi đi tàu. Đoàn tàu sử dụng giải pháp tín hiệu điều khiển tiên tiến nhất của Estom ở thời điểm hiện tại với các ưu điểm như cấu trúc hệ thống điều khiển linh hoạt, tối ưu hóa an toàn và đảm bảo việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng không bị gián đoạn. Tôi thì đi xe buýt đã 20 năm rồi, nên cũng muốn đi thử xem cái tàu trên cao nó như thế nào. Tôi nghĩ là có thêm cái tàu này nó sẽ giúp đỡ tắc đường hơn, vì có thêm phương tiện cho người dân di chuyển. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thành Bích Lip Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Bích Group. Đoàn tàu sử dụng sức kéo điện áp thấp một chiều 750 VDC dây thứ 3 với kết cấu gọn đơn giản, chắc chắn, chi phí xây lắp và bảo dưỡng thấp, đảm bảo mỹ quan đô thị. Hệ thống trang bị tính năng hãm tái sinh và giảm tiêu thụ năng lượng và giúp giảm chi phí bảo trì. Mức độ yêu cầu bảo trì thấp và tiết kiệm năng lượng luôn là ưu điểm được quan tâm. Tàu có sàn thấp nên tiện lợi cho hành khách lên xuống, đặc biệt là người già, di chuyển bằng xe lăn hay mang vác hành lý. Ngoài ra, trên tàu còn có những khu vực dành riêng cho người khuyết tật, người già và trẻ nhỏ. Dự kiến tuyến metro Nhổn ga Hà Nội sẽ khai thác thương mại trước đoạn trên cao dài 8,5 km từ Nhổn đến Đại học Giao thông Vận tải vào nửa cuối năm 2021. 4 km đường ngầm còn lại sẽ khai thác vào cuối năm 2022. Người dân thủ đô hy vọng tuyến đường metro Nhổn ga Hà Nội sẽ sớm được vận hành và đi vào sử dụng thực tế.